Xin chào các bạn. Trong đầu năm nay thì tôi đã có một cái video nói về 5 cái cổ phiếu mà tôi sẽ mua trong năm 2022. Vậy thì chúng ta hãy update một chút nhá. Trong cái bối cảnh thị trường mà đang rất là khó khăn như bây giờ, vậy thì chúng ta hãy thử xem rằng là 5 cổ phiếu này đang ra sao. Và có lẽ đâu tôi đã sai khi mà tôi đã nêu tên 5 cổ phiếu này vào đầu năm nay. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhé. Trong năm 2022 này thì tôi có đưa ra 5 cổ phiếu mà tôi quan tâm và tôi đưa ra kế hoạch để tôi có thể mua đều đặn được ở trong năm 2022. Và 5 cổ phiếu này là TCB, TPB, HPG, VHM và DBC. Và 5 cổ phiếu này thì ở trong 4 ngành khác nhau. Vậy thì chúng ta hãy xem là 4 ngành này nó sẽ như thế nào ở trong năm nay. Trước khi mà nói đến cái việc là 5 cái cổ phiếu này làm ăn ra sao ấy, thì tôi cũng sẽ nhắc lại một chút về cái cách mà tôi lựa chọn 5 cái cổ phiếu này. Khi mà tôi đưa ra lựa chọn cổ phiếu này thì tôi đưa ra dựa trên 2 cái lựa chọn chính. Thứ nhất đó là cái bản báo cáo tài chính của công ty đó có thực sự tốt hay không. Và trong bản báo cáo này thì tôi sẽ nhìn cái lịch sử hoạt động của công ty đó, tức là công ty này có cái lịch sử tăng trưởng doanh thu hàng năm hay không, công ty này có cái lịch sử tăng trưởng lợi nhuận hàng năm hay không. Và tôi cũng nhìn đặc biệt vào cái chỉ số PEG, đó là chỉ số tăng của cái cổ tức trên một cổ phiếu trên cái thay đổi của P/E. Đây cũng là một cái chỉ số rất là quan trọng để xem là thị trường có đang định giá cổ phiếu đó có đúng giá hay không. Ngoài ra thì tôi cũng nhìn vào bảng cân đối tài chính để xem là công ty này có cái tỷ lệ nợ hay là tỷ lệ ngắn hạn nó có tốt hay không, để tôi có thể đưa ra được những cái quyết định nó đúng nhất. Ngoài ra thì trong cái bảng báo cáo tài chính thì tôi cũng nhìn vào cái bảng báo cáo dòng tiền để xem là dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty đó trong hàng năm có dương hay không, và liệu rằng là các công ty này nó có đang bị giảm cái dòng tiền kinh doanh hay không, hay là bị tập trung quá nhiều vào đầu tư hay không, để tôi có thể đưa ra được quyết định đầu tư đúng. Đó là về phần bảng báo cáo tài chính. Còn thứ hai nữa là tất nhiên là một phần cũng rất là quan trọng không kém, đó là thực sự là các công ty này được quản trị rất tốt về mặt tài chính, thế nhưng mà cái sản phẩm của họ có được người dân chào đón hay không, họ có uy tín trên thị trường hay không. Đó cũng là một cái lý do rất là lớn để tôi lựa chọn 5 cái công ty này. Vậy thì không biết là năm 2022 với cái hoàn cảnh thị trường đang rất là khó khăn như thế này thì các công ty này làm ăn ra sao. Thứ nhất thì đối với tôi TCB, TPB và HPG thì cả 3 cái mã cổ phiếu này thì cả 3 cái công ty có doanh thu đều tăng. Chỉ riêng đối với TPB thì nó chỉ tăng nhẹ một chút thôi. Còn TCB thì tăng rất là tốt với cái mức tăng khoảng tầm 11% so với quý trước, và HPG thì có doanh thu bằng so với quý trước và thực ra là vẫn đang ở mức cao. Và điều đặc biệt là khi mà thị trường đang giảm rất là cao như là chúng ta đã nhìn thấy ở đây đó là các cái cổ phiếu TCB, TPG và HPG giảm lần lượt từ tháng 3 đến bây giờ là 27%, 33% và 43% thì khi mà giá giảm như vậy thì nó đẩy cái mức P/E của những công ty này về những cái mức rất là hấp dẫn là 3,5, 8,4 và 6,6. Đó là những cái mức P/E thấp hơn hẳn so với trung bình của thị trường. Và tôi nghĩ rằng là đặc biệt đối với HPG thì cái mức P/E 3,5 là cái mức P/E cực kỳ hấp dẫn. Và mặc dù là khi mà chúng ta nhìn sâu hơn vào vấn đề một chút thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đó là riêng với HPG thì với cái hoàn cảnh thế giới bây giờ nó đang rất là đảo lộn với cái tình hình chiến tranh và những cái nguồn cung về những cái nguyên liệu để sản xuất thép cũng như là nguồn cầu về thép của các đất nước mà đang đóng cửa Zero Covid như là Trung Quốc chẳng hạn đang giảm rất là cao, trong khi đó thì chi phí để vận hành sản xuất thì lại tăng lên. Thì bản thân là HPG cũng đã đưa ra những nhận xét đó là năm nay sẽ là một năm khá là khó khăn, và có lẽ là chính vì cái nhận xét như vậy của chủ tịch của HPG thì cái giá cổ phiếu đang bị giảm rất là nhiều. Thế nhưng mà đối với tôi thì cái cách mà khi mà tôi lựa chọn cái cổ phiếu này thì không phải là tôi lựa chọn để tôi mua trong năm nay và tôi bán ngay trong năm nay, mà tôi đưa ra cái cách lựa chọn này để tôi đầu tư dài hạn phát PG trong những năm tới. Vì vậy đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà những nhà đầu tư ngắn hạn họ rút ra khỏi thị trường rồi, họ đang bị quá đà, họ sợ họ bán đi, thì đây là lúc để tôi bắt đầu mua thêm và DCA thêm vào cổ phiếu HPG. Còn đối với TCB và TPB thì tôi nghĩ rằng đây là 2 ngân hàng có những cái kiểm soát về rủi ro cực kỳ tốt. Với cái bảng tài chính thì tôi nhận thấy 2 ngân hàng này có 2 bảng tài chính gọi là cực kỳ đẹp và đứng đầu của thị trường. Vì vậy cho nên là trong cái bối cảnh tiếp theo khi mà Việt Nam còn tăng lãi suất thì các ngân hàng này có thể là thậm chí là càng có thể huy động được nhiều tiền hơn, và cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng này tôi nghĩ là vẫn có thể hoạt động rất là tốt, nhất là đối với TCB là đang càng ngày càng có vị thế rất là lớn với những cái khoản đầu tư rất là thông minh, không những ở TCB mà còn mở rộng ngành kinh doanh sang những cái ngành khác, và có những cái sự gọi là tương thông, sự liên kết kinh doanh rất là tốt đối với các công ty. Vậy thì đối với tôi thì hai ngân hàng này ấy, thì tạm thời TPB tôi sẽ chưa mua thêm vì tôi chưa nhận thấy là có những cái dấu hiệu quá khả quan. Thế nhưng mà đối với TCB ấy, thì tôi vẫn tiếp tục mua trung bình giá thêm, và tôi nghĩ rằng là đây là thời điểm tốt để mua TCB, và có lẽ là 4-5 năm tới khi mà cái chu kỳ tiếp theo của kinh tế đi lên ấy, thì có lẽ là TCB sẽ là một trong những cái cổ phiếu tiên phong trong thời gian tới. Hi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và trước khi mà đi đến cái cổ phiếu tiếp theo thì các bạn hãy giúp tôi bằng một cách đó là các bạn hãy like và subscribe cái video này. Điều đó sẽ giúp tôi rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nhé. Với VHM thì có lẽ chúng ta không phải nói nhiều về sản phẩm của Vinhome nữa, vì thực ra là Vinhome bây giờ là một cái thương hiệu về bất động sản có lẽ là số 1 của Việt Nam, và cứ mỗi lần mà Vinhome ra các sản phẩm thì Vinhome đã khẳng định được cái uy tín cũng như là cái thương hiệu của bản thân, khi mà cái giá bán nhà của Vinhome thì càng ngày càng có thể là bán được với một cái mức giá rất là tốt, với những cái tiện ích ở rất là tốt dành riêng cho những cái khu mà gọi là đang phát triển về dân cư. Vậy cho nên là đối với tôi thì mặc dù là Vinhome có kinh doanh giảm so với quý 1 của năm ngoái, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó chỉ là một cái thay đổi ngắn hạn mà thôi. Đặc thù của ngành bất động sản đó là những cái dự án nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian ra hàng của các dự án, và có thể là quý 2, quý 3 và quý 4 năm nay sẽ là những cái quý vẫn rất là tốt. Và những cái chuyên gia cũng cho rằng là năm 2023, năm 2024 cũng là những cái năm cực kỳ tốt của Vinhome, khi mà cái danh sách của các cái dự án mà sắp ra thị trường thì nó vẫn còn rất là nhiều. Và nhất là đối với tôi thì Vinhome vẫn đang có một cái vị thế rất là tốt với cái khả năng tăng giá đều đặn. Vì vậy cho nên là Vinhome tôi vẫn sẽ tiếp tục mua thêm. Và thực ra là với cái mức P/E là 7,2 thì tôi nghĩ rằng là Vinhome vẫn rất là hấp dẫn và dành cho những cái người nào mà có thể nhìn trong cái thời gian trung hạn khoảng tầm 4-5 năm tới vẫn là một cái khoản đầu tư rất là tốt. Với Dabaco hay là DBC thì tôi nghĩ rằng đây mới là cái cổ phiếu mà tôi cảm thấy khá là lo lắng. Trong cái hoàn cảnh mà thế giới đang bị tăng cái giá nguyên liệu rất là nhiều, mà cái giá bán thịt lợn lại không tăng, vẫn ở mức khá là ổn định, thì Dabaco đang gặp vấn đề lớn về cái việc đó là kiểm soát về cái chi phí. Và chính vì vậy cho nên là mặc dù là cái doanh thu của Dabaco thì không giảm nhiều, thế nhưng mà lợi nhuận trong quý 1 năm 2022 nó đã bị giảm đến tận 92% so với quý trước. Thì đây là một cái dấu hiệu đáng lo ngại. Nhưng mà ngược lại thì tôi cũng nghĩ rằng đó là cái việc mà thay đổi về giá nguyên liệu hay là việc khó khăn trong chuỗi cung ứng ấy, thì nó cũng chỉ là những cái khó khăn trong ngắn hạn, có thể là nó kéo dài trong khoảng một năm nay hoặc là cùng lắm là kéo dài đến năm tới. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái trend này không thể kéo dài quá nhiều được. Nếu mà kéo dài quá nhiều thì cái việc mà giá thành bán ra của các thành phẩm nó cũng phải tăng lên cho phù hợp. Vì vậy cho nên là tôi không quá lo về cái vấn đề này. Trong khi là doanh thu của Dabaco trong cái quý 1 thì không thay đổi quá nhiều, chứng tỏ là cái việc thay đổi về cái hoàn cảnh kinh doanh hay hoàn cảnh kinh tế thì không thực sự ảnh hưởng đến các cái kênh bán của họ. Vì vậy cho nên là mặc dù là có một chút lo lắng khi mà thấy cái lợi nhuận của Dabaco giảm khá là nhiều so với quý trước, nhưng mà tôi tin rằng là cái khả năng để mà tiếp tục duy trì kinh doanh cũng như là đưa các cái xí nghiệp sản xuất mới của Dabaco vào hoạt động có thể gia tăng được doanh thu trong thời gian tới. Và cái vị thế của Dabaco trong cái thị trường nông sản ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng vẫn là một cái vị thế rất là ok. Vậy cho nên là tôi vẫn sẽ tiếp tục mua thêm Dabaco đều đặn trong thời gian tới. Và để kết cho cái video này, tôi nghĩ rằng là có lẽ là từ đầu năm thì rất là ít người có thể nhìn thấy cái việc điều chỉnh khá mạnh mẽ của thị trường chứng khoán như năm nay. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái tầm nhìn của chúng ta vẫn là tầm nhìn tương đối dài hạn. Đối với tôi thì cái tầm nhìn của thị trường khi mà tôi đầu tư vào cổ phiếu nó vẫn kéo dài khoảng tầm 15-20 năm nữa, thậm chí là còn lâu hơn. Vì vậy cho nên là đây chỉ là những cái điều chỉnh rất là nhẹ và có thể là sẽ loại bỏ bớt những cái nhà đầu tư ngắn hạn đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đối với bản thân tôi, khi mà tôi nhìn ra các cái giá trị của những công ty này trong dài hạn, thì tôi nghĩ rằng là đối với hầu hết các cái cổ phiếu mà tôi đã chọn thì tôi vẫn tiếp tục đầu tư tiếp và vẫn tiếp tục trung bình giá. Vì sau này thì tôi nghĩ rằng là đến lúc mà tôi bán vào cái chu kỳ kinh tế tới hoặc là chu kỳ kinh tế sau nữa, thì cái lợi nhuận mà tôi mang lại sẽ không hề là nhỏ. Vì có rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là khi mà tôi lựa chọn thì đó là những cái lựa chọn cổ phiếu nó rất là tốt rồi. Và thứ hai nữa là khi mà thị trường của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khi mà chúng ta trở thành thị trường emerging hay thậm chí là còn hơn thế nữa trong những năm tới, thì cái việc mà thị trường tăng lên rất là mạnh đó là chuyện không thể tránh khỏi. Và nếu mà đã cứ lựa chọn những cổ phiếu tốt thì tôi tin rằng là tôi vẫn tiếp tục mua tiếp và rất là tự tin và rõ ràng với cái định hướng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy email vào trong cái email của tôi nhé. Cảm ơn các bạn.